Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình Tạp chí Ngân hàng. Thưa quý vị, theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam, chưa đến 20% các hợp tác xã có khả năng tự lực vốn. Trong khi đó, khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng của các hợp tác xã rất hạn chế, chỉ 1% trên tổng số hơn 20.000 hợp tác xã có thể tiếp cận nguồn vốn tín dụng. Nguyên nhân là do các hợp tác xã không có tài sản để thế chấp, cầm cố khi vay vốn. Một số hợp tác xã có giấy tờ chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản nhưng cũng không được ngân hàng cho vay vốn vì không đảm bảo tính pháp lý. Ngoài ra, thiếu tài sản đảm bảo, nhiều hợp tác xã cũng không đủ khả năng xây dựng phương án kinh doanh. Những khó khăn này chúng tôi sẽ đề cập phản ánh trong chuyên đề Tạp chí Ngân hàng ngày hôm nay với chủ đề Vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa phần 1. Mời quý vị cùng theo dõi. Trước tiên, mời quý vị cùng đến với câu chuyện được phóng viên VTV ghi nhận sau. Là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, rất cần nguồn vốn để hoạt động và phát triển. Tuy nhiên, sau gần 3 năm hoạt động, doanh nghiệp này vẫn chưa tiếp cận được nguồn vốn ngân hàng. Nguyên nhân đến từ việc doanh nghiệp không có đủ tài sản đảm bảo, không đảm bảo tính pháp lý vì những cơ chế chặt chẽ của ngân hàng. Thứ nhất tức là cái cơ chế chính sách thì ngân hàng ta yêu cầu là phải có sổ đỏ. Thì cái sổ đỏ thì nó cái đất của tôi có mấy nghìn mét thôi, nhưng mà cái tài sản trên đất thì nó lại hình thành, nó lại là rất nhiều tỷ vào đấy rồi, nhưng mà là cơ chế không cho lấy cái đó để thế chấp thì không được. Đó là một cái nhất. Cái thứ hai là có những cái mà yêu cầu của ngân hàng tôi nghĩ là nó không đúng. Không đúng ở chỗ chúng tôi đã thành lập một cái doanh nghiệp, thành lập một cái đơn vị kinh tế, thì chúng tôi có cả nhưng mà cái hội đồng quản trị thành văn bản rồi, có cái cơ chế, có cái đơn vị chức năng cấp cho chúng tôi chứng chỉ giấy phép kinh doanh rồi, thì chúng tôi có thể lấy cái đó để làm cái như vậy là tư cách pháp nhân rồi. Thế nhưng yêu cầu chúng tôi là phải tất cả các thành viên phải ký hết cả các cái trang nào cũng ký cả, chúng tôi có 17 người. Thế mỗi một trang 17 chữ ký, mà 47 trang thì tôi biết bao nhiêu chữ ký, đòi hỏi những cái mà chúng tôi không thể đáp ứng được. Vòng luẩn quẩn, được mùa, mất giá, bí đầu ra, đến nay vẫn là bài học nhãn tiền chưa có đáp án giải quyết triệt để. Và chuyện rủi ro trong sản xuất cũng có thể là bài toán tâm lý thấp thỏm cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Chính vì vậy, nhiều ngân hàng cũng không mấy mặn mà khi cho vay vào lĩnh vực này. Chúng tôi đã nhiều lần tiếp cận với các ngân hàng. Đấy, nhưng mà để mà tiếp cận được cái nguồn vốn của ngân hàng thì hiện nay rất khó khăn. Bởi vì thực tế các ngân hàng nghĩ vấn đề đối với chúng tôi sản xuất phân hữu cơ vi sinh để phục vụ đấy, cho nông nghiệp, nền nông nghiệp sạch. Thì hiện nay là sự gặp rủi ro đối với ở trong đất nước chúng ta hiện nay, cũng là nhìn chung trên thế giới, thì chúng ta thấy được là cái tình hình về thiên tai bão lụt rất gặp nhiều khó khăn, nhiều cái thiên tai bão lụt gặp nhiều khó khăn. Vậy do vậy là để mà tiếp cận được nguồn vốn này thì các ngân hàng người ta rất sợ vấn đề rủi ro. Vậy hiện nay đến giờ phút này chúng tôi đã làm rất việc rất nhiều với ngân hàng, nhưng hiện nay chúng tôi vẫn chưa tiếp cận được đồng nào. Chúng tôi có thể đơn cử là chúng tôi vào một ngày, chúng tôi vào có thể là nuôi nhập vào chuồng lợn chúng tôi là 300 con lợn. Trong một tuần chúng tôi có thể vào chuồng 1.000 con lợn. Thế nhưng mà khi nuôi được 7 tháng rồi, chúng tôi bán ra ngoài thì mỗi ngày được có 5 con thì không biết bao giờ mới hết được cái đàn lợn. Bởi vì là lợn hữu cơ nó không phải là người ta nhập một lúc. Người ta nếu là tôi bán lợn công nghiệp, người ta xuất một lúc chúng tôi xuất hàng mấy chục tấn lợn được. Nhưng mà xuất hữu cơ thì không có cái đầu ra là hữu cơ. Do vậy là bán nhỏ lẻ cái 5 con, 3 con ấy thì để nuôi xong một đàn lợn là 7 tháng. Thế mà 7 tháng thì không thể đóng kho được, mà phải như vậy tiếp tục phải cho ăn. Và chờ xuất chuồng cũng phải 3 tháng nữa thì những con lợn nó lại trở thành quá mất cái thời gian, lại đầu tư lại càng lớn lên cho tôi thua lỗ. Gặp khó khăn trong tiếp cận vốn từ các ngân hàng thương mại, doanh nghiệp của ông Hội cũng đã tìm đến nguồn vốn từ các quỹ hỗ trợ. Tuy nhiên, mức vay là rất thấp, thậm chí bản thân các quỹ này cũng đang gặp khó khăn về nguồn vốn. Chúng tôi đã tiếp cận về cái quỹ như là quỹ hỗ trợ đầu tư của nông nghiệp, rồi quỹ như vậy là của khuyến nông. Nhưng mà khuyến nông thì thậm chí người ta bảo giờ chúng tôi đang không có hết vốn và không có vốn nữa, thì chúng tôi chỉ biết người ta trả lời mình như thế thôi. Thế và người ta cũng chỉ tối đa chỉ cho tới mức độ là 300 triệu, chứ còn ngân hàng chính sách lại càng khó. Thực sự chúng tôi nếu mà chúng tôi mở rộng được cái phát triển này thì chúng tôi tạo công ăn việc làm được cho nông dân rất nhiều. Nhưng vì vậy chúng tôi không mở rộng được thì chúng tôi vừa làm vừa như vậy tự sản xuất lấy thôi. Trên thực tế, việc ứng dụng công nghệ cao và sản xuất nông nghiệp phát triển mạnh tại nhiều địa phương, nhưng chủ yếu do các tập đoàn doanh nghiệp có quy mô lớn, còn ở các hợp tác xã hộ kinh doanh nhỏ và vừa, việc này gần như chưa được thực hiện. Nếu có triển khai thì sản phẩm vẫn chưa đủ mạnh để có thể xuất khẩu. Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do thiếu vốn đầu tư. Xuất khẩu nông sản Việt hiện đứng thứ 2 Đông Nam Á và đứng thứ 15 trên thế giới. Nhưng đầu tư khoa học công nghệ vào nông nghiệp hiện nay so với GDP chỉ chiếm 0,2%, trong khi các nước trong khu vực trung bình là 0,4%. Có nước đã lên đến 1-2% như Thái Lan và Malaysia.
cho thấy việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao ở Việt Nam chưa thực sự hiệu quả và nguyên nhân chủ yếu đó chính là tiếp cận vốn đầu tư. Theo phản hồi từ phía các doanh nghiệp, vấn đề nan giải nhất chính là tài sản đảm bảo dùng để thế chấp cho ngân hàng. Có rất nhiều doanh nghiệp hộ kinh doanh có tài sản thực hình thành trên đất, tuy nhiên vì một lý do khách quan nào đó lại không thể chứng minh được chủ sở hữu, như câu chuyện của ông Hội, chủ tịch hợp tác xã nông nghiệp hữu cơ Ba Vì và cũng là chủ hộ kinh doanh có tài sản chuồng trại hình thành trên đất công nên không thể đưa vào thế chấp mặc dù tổng tài sản với mức đầu tư cao. Với cái đầu tư của chúng tôi từ cái mô hình của các hộ gia đình thì chúng tôi đầu tư rất là lớn rồi. Chúng tôi có cái nền kinh tế là cơ sở vật chất của chuồng trại rồi. Thế chúng tôi muốn là vay vốn vào, tức là vốn lưu động để chúng tôi đầu tư vào con giống và đầu tư vào như vậy là cám thức ăn gia súc. Thế nhưng thực tế là chúng tôi vay được rất khó, bởi vì theo cơ chế chính sách của các ngân hàng người ta yêu cầu những cái mà chúng tôi không đáp ứng được. Thí dụ chúng tôi là làm nông nghiệp thì giờ chúng tôi đang sử dụng trên cái đất của nông trường. Vì vậy nông trường thì chúng tôi được sử dụng đất là 50 năm. Mà 50 năm thì đất thì là công thổ quốc gia. Thế nhưng chúng tôi đầu tư và tiền vốn của chúng tôi vào trên đất thì có rất nhiều tỷ đồng. Thế nhưng chúng tôi lại không lấy cái cơ sở vật chất đó để thế chấp được với nhà nước để vay vốn. Thế thì nhà nước có đầu tư hàng nghìn tỷ đồng. Thế nhưng chúng tôi không có cái gì để thế chấp để mà vay được vốn đó. Thì rõ ràng chúng tôi thực sự nói là rất là khó. Đối với các doanh nghiệp đi thuê nhà xưởng, tuy có máy móc thiết bị dây chuyền sản xuất thực tế mang đi thế chấp, nhưng các ngân hàng cũng không nhận loại tài sản này như một cách từ chối khéo vì ngại rủi ro. Cái đất chúng tôi để mà có cái vốn để đầu tư đất, cái dự án và đất để mà làm cái nhà máy sản xuất ấy, thì chúng tôi chưa đủ điều kiện. Do vậy mà chúng tôi đang phải thuê đất. Mà cái thuê đất thì ngân hàng người ta không chấp nhận cho vay vốn. Đấy. Còn về máy móc thiết bị và nhà xưởng thì ngân hàng người ta cũng không chấp nhận. Đấy. Mà các hợp đồng đầu vào đầu ra thì hiện đến giờ phút này chúng tôi tiếp cận ngân hàng người ta cũng không chấp nhận. Do vậy chúng tôi hiện nay đến giờ phút này chúng tôi vẫn chưa vay được một đồng nào của ngân hàng để mà chúng tôi để vào đầu tư cho nhà máy. Ở hiện tại giờ là vay vốn theo hình thức thế chấp thì hầu hết khoảng độ trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam mình thì không có cái gì thế chấp ngoài cái sổ đỏ cả. Đấy thì hình thành lên công ty thì chắc cũng chỉ có mỗi cái văn phòng thôi. Mà văn phòng đi thuê thì không thể nào mà đưa ra để thế chấp được. Bên cạnh khó khăn về chứng minh tài sản đảm bảo, các doanh nghiệp còn phản hồi về các thủ tục giấy tờ rườm rà, đưa ra những thể chế quy định mà doanh nghiệp khó lòng thực hiện được và không sát với thực tế hoạt động của doanh nghiệp. Bây giờ khi chúng tôi thành lập đến nay thì đã tiếp cận được một vài ngân hàng. Thế nhưng mà cái cơ chế chính sách thì rất là khó. Bởi vì trong quá trình vay thì người ta yêu cầu tức là mình phải có cái báo cáo tài chính của 3 năm. Thế chúng tôi nếu như trước đây là chúng tôi chỉ vay là cái mô hình là hộ sản xuất thì chúng tôi lấy cái tài sản của gia đình ra để thế chấp. Nhưng giờ chúng tôi vay theo cái cơ chế tức là của tập thể thì phải có yêu cầu của doanh nghiệp tức là phải báo cáo tài chính của 3 năm. Thì 3 năm chúng tôi mới thành lập thì làm sao mà có cái mô hình này là một. Mới có một cái nghị định mới là nghị định 98 của 2018 thì nghị định chính phủ mới ban hành. Thì theo như doanh nghiệp của chúng tôi nhận thấy rằng là khi mà doanh nghiệp mà đi vay vốn ấy, thì hiện tại giờ cái khó khăn lớn nhất đó là về cái thủ tục về giấy tờ là rất chi rườm rà. Cái thứ hai là bắt chứng minh rất nhiều nội dung mà trong đó những nội dung mà có thể là doanh nghiệp họ không có thể đáp ứng được. Thì thay vì thế thì những cái nội dung nào đó mà doanh nghiệp là có thể không đáp ứng được thì chúng ta có thể là bằng những cái phương pháp này đó thì chúng ta sẽ giúp doanh nghiệp đó để tiếp cận được cái nghị định 98 với cả những cái quy định để làm sao để cho doanh nghiệp người ta vay vốn được. Thì doanh nghiệp vay vốn được thì mới có vốn để sản xuất và kinh doanh. Còn doanh nghiệp thì không vay vốn được thì đương nhiên thì về cái sản xuất của kinh doanh doanh nghiệp thì cũng không phải là phát triển. Theo Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông thôn, hiện nay tài nguyên đã đến giới hạn, buộc chúng ta phải chuyển sang sử dụng khoa học công nghệ cao nhiều hơn. Nhưng với hiện trạng khó tiếp cận vốn như hiện nay, thì mặc dù con người có, kiến thức có, dự án có, quyết tâm có mà không tiếp cận được vốn thì mọi thứ cũng là vô ích. Vậy để các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đặc biệt là những doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, được khơi thông nguồn vốn thì các cơ quan chức năng, các tổ chức tín dụng cũng như bản thân doanh nghiệp cần phải làm gì? Mời quý vị cùng đến với chùm ý kiến được chúng tôi ghi nhận ngay sau đây. Để có thể thúc đẩy được cái việc tăng cường cái nguồn vốn cho phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ thì cần phải có sự chung tay của cả ba nhà nước. Ở đây không chỉ nói đến vai trò của ngân hàng nhà nước mà còn vai trò của các cơ quan nhà nước khác, chính quyền các địa phương, và thứ hai là nhà băng và các cái định chế tài chính khác, và thứ ba là các cái nhà doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tôi nghĩ khi tạo nên một cái mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa cái ba chủ thể này
thì sẽ tạo nên một cái thị trường tín dụng tốt hơn cho cái sự phát triển của doanh nghiệp vừa và nhỏ. Các doanh nghiệp nhỏ vừa cũng phải thấy rằng là mình phải áp dụng các thông lệ tốt trong quản trị tài chính kế toán một cách minh bạch và số liệu là đáng tin cậy. Có thể là thông tin khác thì những cái chức quan là ngân hàng quan tâm đến dòng tiền thì phải đáng tin cậy. Cái điểm thứ hai là nhất là năng lực quản trị trong việc thể hiện trong việc xây dựng và triển khai dự án, thì đấy là những cái mà tôi nghĩ là có lẽ là chúng ta nên ưu tiên nhất. Tại sao không nhìn vào những sản phẩm nông nghiệp, lấy cái đó làm thế chấp? Và như ở các nước khác nó có bảo hiểm về nông nghiệp, ở nước mình lại không có. Thế cho nên là bây giờ, cho nên những cái cuộc giải cứu là nó cũng từ cái đó mà đi ra. Nếu chúng ta có bảo hiểm nông nghiệp thì chúng ta sẽ qua bảo hiểm, chúng ta có thể là hoạch định được là cái vùng trồng như thế nào và không cho bà con trồng như thế nào. Chúng ta có bảo hiểm thì những người thu mua cũng vậy, tức là những nhà thương mại, người ta sẽ nhìn vào đó. Vì họ có như là cái thế chấp ấy về thương mại. Lên là xem xét theo hình thức là vay vốn theo hình thức là tín chấp. Ở hiện tại giờ là vay vốn theo hình thức thế chấp thì hầu hết khoảng độ trên 90% doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam mình thì không có cái gì thế chấp ngoài cái sổ đỏ cả. Đấy thì hình thành lên công ty thì chắc cũng chỉ có mỗi cái văn phòng thôi. Mà văn phòng đi thuê thì không thể nào mà đưa ra để thế chấp được. Đấy thì thay vì đó thì chúng ta sẽ lới lỏng và chúng ta sẽ có những cái tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa để cho doanh nghiệp vay vốn theo hình thức là tín chấp. Họ có thể có những cái ý tưởng để triển khai các dự án, phương án sản xuất kinh doanh theo cái hướng là sáng tạo và có cái thông tin để cho cung cấp cho các cái nhà đầu tư, các cái quỹ đầu tư và các cái tổ chức hỗ trợ thấy được cái triển vọng và cái năng lực để triển khai cái ý tưởng đó, cái dự án đó trong tương lai. Chứ chúng tôi không đặt trọng tâm vào các cái gọi là cái tài sản bảo đảm như các cái tổ chức tín dụng. Để hiệu quả hơn thì tôi nghĩ là các ngân hàng thì họ sẽ tiếp cận với doanh nghiệp nhỏ và vừa mềm dẻo linh hoạt hơn. Ngoài ra thì tôi thấy có một tiềm năng nữa là các cái nguồn vốn ở nước ngoài. Đấy, ở nước ngoài họ khi mà có các cái dự án hay là các cái nguồn hỗ trợ vào Việt Nam thì họ cũng rất quan tâm đến cái lực lượng doanh nghiệp nhỏ và vừa này, bởi vì như bạn biết là các cái phát kiến mới, các cái ý tưởng mới thì đại đa số cũng xuất phát từ doanh nghiệp nhỏ và vừa, vì họ rất là năng động và linh hoạt. Đấy, cho nên là cái nguồn vốn ở nước ngoài cũng sẵn sàng đổ vào, nhưng mình làm sao để mà thu hút được những cái nguồn vốn đấy để mà phát triển cái doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam thì tôi nghĩ cũng sẽ rất là hữu ích. Thống kê của Ngân hàng Nhà nước cho thấy hiện tổng dư nợ trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn là 1.350.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 22% tổng dư nợ đối với nền kinh tế. Chương trình cho vay ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch đến nay cũng đã giải ngân được 40.000 tỷ đồng trong số 100.000 tỷ đồng, nhưng có lẽ nguồn vốn này chưa đến được tay tất cả các doanh nghiệp trong lĩnh vực này. Thưa quý vị, vốn chính là nguồn sống cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, không chỉ trong doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao mà rất nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực khác. Câu chuyện về khó khăn trong vay vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ tiếp tục được chúng tôi đề cập trong các chuyên đề tiếp theo. Mời quý vị cùng đón xem. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Tạp chí Ngân hàng tuần này của chúng tôi. Quý khán giả có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình VITV. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.